bất ngờ tại Trung Quốc, Apple sẽ ra mắt 4 iPhone 5G năm sau. Phát biểu với các nhà đầu tư trong một báo cáo gần đây, nhà nghiên cứu Dan Ive của Westbus cho biết, doanh số iPhone 11 đến thời điểm hiện tại đang rất tốt so với dự kiến ban đầu của Apple. Tại thị trường lớn nhất thế giới Trung Quốc, doanh số iPhone 11 có giá rẻ 699 đô la Mỹ tăng rất mạnh. Thông tin này được xác nhận bởi nhà phân tích Timothy Akiri của UBS, người cũng có một báo cáo ước tính nhu cầu iPhone 11 ở Trung Quốc tăng 230% vào tháng trước. Nếu so sánh iPhone XS năm ngoái ra mắt chỉ khiến doanh số bán hàng tại Trung Quốc chỉ tăng 110%. Ngoài ra, Apple cũng đang có sự phát triển rất tốt tại thị trường Mỹ, dù lý do không phải iPhone 11. Trong khi đó, iPhone 11 Pro giá 999 đô la Mỹ hiện cũng đang có doanh số vượt qua ước tính của Apple và đem về lợi nhuận cao hơn so với iPhone XS ra mắt năm ngoái. Wedbush tin rằng Apple có thể bán tới 185 triệu iPhone trong năm tài chính hiện tại, từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 9 năm 2020. Bốn phiên bản iPhone 5G ra mắt năm tới, nhà phân tích Dan Ives đưa ra dự đoán Apple sẽ tung ra đến bốn phiên bản iPhone 5G vào năm tới. Thông tin này không khớp với thần đoán Minh Chi Kuo trước đây cho rằng Apple chỉ ra ra mắt ba mẫu iPhone vào năm 2020. Không rõ phiên bản iPhone thứ 4 mà Ives dự đoán có điểm gì đặc biệt, nhưng nhà phân tích này cho rằng cả bốn mẫu iPhone 2020 đều hỗ trợ mạng 5G. Ngoài ra, iPhone 12 sẽ hỗ trợ tính năng Motion Control có thể giống với tính năng điều khiển bằng cử chỉ vuốt màn hình trên không trung như của Pixel 4 và cảm biến 3D ở mặt sau trên tất cả các phiên bản. Nếu điều này là đúng thì có thể iPhone 12 giá rẻ sẽ không có camera zoom tele. Đây có thể sẽ là sự khác biệt giữa iPhone 12 bản thường và bản Pro. Ngoài ra, các tin đồn cho thấy iPhone 12 Pro sẽ có thiết kế mặt trước mới, không còn tai thỏ, viền bezel mỏng và phần khung giống như iPhone 4.